Dùng SADP tool để tìm camera. Tạo mật khẩu kích hoạt thiết bị. Thay đổi địa chỉ IP. Thay đổi port web. Thay đổi port server. Đăng nhập vào camera. Bấm Configuration. Bấm Network. Cập nhật DNS của Google. Nên thay đổi tất cả các port mặc định. Port RTSP 554 nên thay đổi thành 1024 trở lên. Cấu hình tên miền DDNS ở đây. Phải tạo một tên miền trước nhé. Nhập tên miền cần tạo. Nhập port web ở đây. Đã có tên miền, bây giờ hãy vào khai báo trên camera. Chọn chế độ là NOIP. Nhập tên server. Nhập tên miền vừa tạo. Nhập tên tài khoản tên miền. Nhập mật khẩu của tài khoản tên miền. Tên miền đã cập nhật thành công. Truy cập vào modem để mở port. Nhập IP của camera.
nhập pop cần mở. Nhập tên ghi chú. Tương tự cho các box khác. Kiểm tra post đã thông chưa? Post đã mở thông ra ngoài. Kiểm tra các post còn lại. Đã truy cập được vào camera bằng tên miền. Cảm ơn mọi người rất nhiều.